Xin chào tất cả, các bạn quay lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình giới thiệu và hướng dẫn các con Vinbull. Thì mình sơ nhìn sơ qua cái ngoại hình của nó trước nha. Thì đây, cái lồng nó cũng rất to, so với cái con Speed Queen thì nó cũng ngang ngửa với nhau á. Cái bọn này nó cũng đều sản xuất ở Mỹ. Thì cái lồng thì nó cũng to to nhau, chẳng qua là cái cấu tạo của nó hơi khác chút thôi. Thì cái góc bên kia là cái góc phà hơi nóng, còn góc cái này là góc hút hơi, thoát hơi ra. Đó. Thì nó khác với lại con Speed Queen. Speed Queen thì nó cái lồng thông hơi nó nằm ở đây. Thì còn cái lồng của nó thì hầu như là rộng rộng là gần như là giống nhau hết, nó ngang ngang ngửa với nhau hết. Đó. Nhìn nó giống nhau hết. Đây cái mắt Fedex con này sản xuất mới sản xuất đây. 2 tháng 4 2023 đây. Con này mới đây. Đó. Thì nó không giống như mấy anh kia. Ngoại hình thì nó không giống Speed Queen, nó không to đùng mà. Đó. Thì đằng sau thì nó hơi khác một chút thôi. Đằng sau đây. Đằng sau phía dưới thì mình đi ống mấy thằng này thì tự làm nguồn, Speed Queen cũng giống như là Winball người tự làm nguồn hết. Đó. Đây cái mạng của nó đây. Đây cái bàn number của nó. Đó, cái nguồn này cũng đi đấy, cái dây này dây thường anh em đi dây 4 chấm hết nha. 4 chấm với lại làm đầu cốt đầu kiếc làm đàng hoàng, với lại mấy con này công suất lớn thì phải thường thường nối mát. Nối mát thì Việt Nam mình nó cũng chưa có thông dụng lắm, tại vì hầu hết là các nhà dân nó đều không có cái nối mát tiếp đất mát chuẩn, nên thường thường mình nối xuống đất thì cũng cho vui vui và thôi, nó còn đỡ hơn so với lại không nối. Thì đây là các bạn điều khiển. Mà điều khiển của nó thì nó cũng giống y chang như Speed Queen ấy, thì trước tiên là có on off. Cái này khi mà bật lên, bật on lên ấy, thì bấm đè này, nhấn push to start này, thì đè xuống thì nó sẽ bật lên, nó chạy. Thì con này cái này chọn nhiệt độ ấy, thì thường thường cái này mình thường thường sấy một đồ bình thường á thì mình hay chọn trung bình thôi. Medium thôi. Còn hai thì sấy quần áo được, nhưng mà đặc biệt là sấy topper là chỉ có để cái mức này thôi nha. Tại vì topper cái vải nó phồng to, nhưng mà thật ra cái vải nó rất là mỏng nên nó dễ cháy lắm. Nên thường thường Speed Queen cũng vậy, Winball cũng vậy, thì thường thường chọn medium thôi. Còn cái bên kia là DTK thì nên chọn cái phần đó, chứ để chọn phần khác thì nó nóng lắm, thì nó hại cho đồ. Còn người có thể nếu mà sấy quần áo thì các bạn có thể để hai cho nhanh cũng được, nhưng mà thường thường mình cũng để mít thôi. Rồi cái này nó cũng có ba pha phần. Thường thường cái khuyến cáo cái này là vặn nút này, vặn theo chiều kim đồng hồ nhé. Thì các bạn nhìn kỹ ở đây nè, nó có 3 điểm trống không, thì tức là nếu mà mình sấy 60 70 độ bình thường chọn ấy 60 70 phút đó, thì chọn cái này 67 phút thì tùy theo ấy thì nó chạy hết cái vòng này, nó sẽ về đây nó nghỉ, tức là xong một chu trình. Còn cái sấy mà ví dụ sấy mà sấy không no hit này, tức là sấy sấy gió không à, thì bắt đầu chọn 20 30 thì từ đây nó sẽ về đây nó nghỉ, tức là xong sấy gió. Rồi tương tự cái này nó cũng vậy, sấy rất khô này. Cái này chế độ automatic, tức là khi mà cứ bật lên đây thì chừng nào nó khô thì nó sẽ ngừng, chứ không phải là chọn thời gian đó. Còn cái này sấy thấp rồi sấy chống nhanh này, thường thường mấy cái này cũng ít sử dụng, tại vì thường thường là một là auto hoặc là không sấy gió, hoặc là sấy định thời gian, tùy theo cái mức độ đồ mà mình có thể sấy 30 40 50 70 phút, thì cái đó do kinh nghiệm của mọi người thôi. Và bạn mới chưa biết quen á thì sấy dần dần biết cái lượng đồ bao nhiêu sẽ sấy 50 60 70 phút. Thì con này công suất của nó là 4.000 4W, 4.400 hay 4.700 thôi. Công suất nó 4.700 25W. 4.700 25W thì nó thấp hơn cái con Speed Queen. Con Speed Queen thì 5.400W thì nó mạnh hơn. Thì cái giá tiền của con này với con Speed Queen đó thì nó cũng chênh nhau khoảng tầm 1 triệu. Chênh nhau 1 triệu hoặc hơn 1 triệu chút tùy theo chỗ bán. Thì ngoại hình thì nó giống nhau, thì con Speed Queen nó công suất cao hơn. Thì nếu mà thật ra công suất ấy, nó cũng không có thật nhiều vấn đề ở đây, tại vì công suất của nó mình xài, thậm chí như con này mình cũng xài medium là đủ rồi, sẽ xài hai mình sợ nó nóng quá, nó hư đồ, công suất nó bự quá. Nhưng mà mình cái lợi thế của cái con này á so với mấy con
Mà Aedes aegypti á thì là cái lồng nó to, rồi mình có thể sấy được cái topper hay sấy được cái chanh nó bự hơn thì nó đỡ hại đồ hơn, còn ví dụ chứ nó cũng không có nhiều lợi thế so với lại con ấy. Cái lợi thế của nó là cái lồng to để mình sấy được cái đồ to, đồ phòng, chứ mình không cần đồ sấy đồ nặng nhiều, nhưng mà chủ yếu cái đồ phòng. Cái đồ phòng thì cần phải có đồ nó to thì mình mới dễ sấy được. Còn đây là cái lọc 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 gió, lọc bụi của anh Speedpin. Cái này nó chế hơi kỳ kỳ chút. Này nó đây. Này một túi đây. Quá trời. Này chưa vệ sinh. Đó. Thì cái này nó kéo lên, còn con Speedpin thì nằm ở phía trong này. Thì cái này nó chế ra thì kéo lên nó cũng hơi bất tiện chút, tại vì kéo lên nó hay rớt bụi ra. Nó như cái này nó bụi bụi ra bị dính đây nè. Thì nói chung mỗi con nó cấu tạo nó mỗi riêng. Thì các bạn mới làm thì cứ cứ chọn vậy thôi. Cứ bấm thường thường ví dụ đồ 60 độ hay bao nhiêu độ. Còn nếu bạn nào thích để chế độ auto thì để đây. Bạn về chế độ này auto đây. Nó chạy về auto. Là khi nào sấy xong thì nó tự động nó quay về đây. Quay về đây. Còn bình thường thì mình thường thường mình chọn chế độ khoảng 60 70 phút tùy theo lượng quần áo. Thì sấy biết thì cái ma này á, thì ví dụ mình chọn 60 phút rồi đi thì cái này đang ngon thì mình bật sang off, off xong rồi nhấn cái nút này, có gì đóng đóng cái cửa, tại vì nếu mà cái này cái đóng kín nhá, nó có cái lại lại bên đây này, lại màu đen bên đây này, đóng vô thì nó mới chạy được, còn bình thường bấm nó không chạy đâu. Nếu mà cái cửa này chưa kín này mình bấm cái nó cũng không chạy đó. Còn nếu mà đẩy đẩy vô sát rồi nó ăn rồi đó, ăn rồi á, thì mình bấm vô, mình bấm sang on, mình bấm ra đây cái nó bắt đầu chạy đó. Đó, còn trong máy thì mình bấm dừng lại, hoặc là mình kéo tự động ra, kéo đang chạy về mình kéo ra nó không dừng, nó không tự biết nó dừng đó, nó tự biết nó dừng. Có bây giờ mình đóng lại thì mình cần kiểm tra thì mở ra kiểm tra, trong cái hồi mình chạy tiếp phải bấm cái nút này thì nó sẽ chạy tiếp thôi. Thì cái thời gian nó vậy thôi. Còn bạn nào làm dần dần quen cái thời gian thì tự động để chỉnh thôi. Ví dụ bình thường ví dụ 5 kg đồ thì có thể là 5 7 8 kg đồ, thường thường cái này sấy nó nhiều, 7 8 kg đồ thì còn tầm 6 70 phút gì đó, tùy tùy theo cái mức độ sấy của mọi người, với lại tùy theo chất liệu giờ của quần áo. Ok, giới thiệu sơ sơ qua vậy thôi. Thì cái lưu ý là cẩn thận nó không cẩn thận nó không là nó cháy cái đồ nhé, tại vì con nào cũng vậy, Speedpin hay là con Weibo thì cũng dễ bị cháy đồ, vì tại cái khe nhiệt nó qua đó thì cái khe nhiệt nó rất là nóng. Nó sấy cái máy này mới mua mà nó sấy nó cũng muốn nó xém ha, tại vì chạm vô một cái là nó nóng. Các bạn nào mà thường thường hay sấy của bông, mà nếu mà các bạn nào để nguyên con sấy to là đụng vô nám liền, nó cái bông nó toàn quay lên cái in liền và nó luôn luôn rất nhiều, tại vì nếu mà topper thì nó sẽ lồng nó bự hơn này, nó xoay vậy thì nó sẽ dính đó. Thì mỗi con thì con nào cũng vậy thôi, Speedpin hay là Weibo cũng vậy, hai con thì chênh lệch nhau một chút mà còn chức năng của nó thì gần như là giống nhau hết. Giá thành thì con này rẻ hơn một chút. Và con này nó có thiết kế đặc điểm là khi mà dừng lại là nó giật cái đùng, làm như nó một âm thanh nó rất là khó chịu và cảm giác như mình rất là ớn, cũng không hiểu sao mà nó thiết kế kiểu đó, chứ không phải giống như con này đấy. Chulux thì thiết kế thì nó bíp 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 nhưng cái mình ra, còn đây nó dừng lại mà giống như là cái gì nó bị hư gì, dừng cái đùng đùng. Nếu bạn nào mới xài thì hay bị giật mình đó. Đây xài quen rồi đôi lúc nó cũng dễ bị giật mình, chứ đừng nói là người mới xài. Thì các bạn chú ý cái đó không có vấn đề gì hết, tại vì nó thiết kế như vậy khó chịu. Ok, giới thiệu sơ qua có vậy. Bạn nào có thắc mắc thì comment mình giải thích thêm nha. Ok, bye bye. Xin chào tạm biệt các bạn.